mấy anh em ơi, hồi lúc thầy đi á, thầy có đưa cái bức tâm thơ, cái nan thơ. Thầy nói là khi mà đất nước có chuyện phải dỡ cái miếng này ra mà coi mà xử sự. Đó. Thì cô Năm mới chợt nhớ lại, thì cô Năm vô lấy ra thì có mới để lên đó, mấy anh em mới quỳ xuống. Thì gian giấy rồi thì cái chừng dỡ ra không có cái gì. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay Thiện Nghĩa cùng Sư Bá cũng như quý vị đồng đạo từ xa trở về viếng lễ ông Ba Thới. Thì nhân duyên được trở về thăm cốc ông Hai Khuyên. Hàng năm thì các huynh đệ mình hay trở về cốc ông Hai để mà mình học theo cái hạnh tu của ông Hai. Và hôm nay cũng nhân duyên rất là đặc biệt, thì có Sư Bá cùng huynh đệ đây, và đặc biệt là có cô Út, cũng hồi xưa cũng có duyên gần gũi ông Hai, chăm sóc cho ông Hai, cho nên cũng biết về cái việc tu hành của ông Hai như thế nào. Thì cũng nhân đây cũng xin mời cô Út có thể là kể lại cái quá trình tu của ông Hai như thế nào, mà nghe ai cũng giới thiệu là ông Hai có một hành tu rất là đặc biệt, ông Hai rất là hiền. Đó là cái điều mà ai cũng muốn học, cái hiền, chữ hiền của ông Hai đó. Cái nhẫn nhục, rồi cái cách ăn uống, cách hành đạo, rồi cái cách đối nhân xử thế như thế nào. Thì đồng đạo mình rất là mến, như là ai nghe tên của ông Hai cũng mến chứ. Nhưng mà nếu mà để biết rõ ràng á, thì ít có người biết á Út. Tại vì ít có ai được gần gũi chăm sóc đó, cho nên hôm nay thì có Út thì có thể là Út biết được gì thì kể cho đồng đạo, cho mọi người cùng nghe để bắt chước theo hạnh tu của ông Hai đó Út. Dạ. Dạ. Cái ông Út Long mà đó thường xuyên ra nhà này đó là chính là ổng là cái người lính của ở bảo an của ở trên Tổ Đình đó, là ông Út Long mà nhà ổng ở trong kinh 7. Là khi ra nhà cái đệ này chơi là ổng vô đây ổng chơi với ổng ở trong này, ổng mới kể lại cái mẫu chuyện hồi xưa là lúc mà vừa tiếp thu đó. Thì ổng mới vô, ổng mới lính quýnh rồi mà bây giờ ở trên đài á loa là kêu là phải buông súng hết để đầu hàng. Thì lúc đó là chạy vô Tổ Đình ai cũng cầm súng khóc quá khóc đi. Nói mà nói với cô Năm, nói mà cô Năm ơi, hồi đó thầy mình mà nó còn ám sát thì bây giờ mà nó chiếm được chắc mà đồng đạo mình chết hết chứ không ai còn chân. Mà lúc đó khóc quá khóc mạnh, ai nó xách súng về, người thì đòi tự vận, còn người thì là nói là con là quyết là chiến đấu đến cùng với con, không có khi nào mà con đầu hàng, đầu hàng được hết trơn á. Đã hồi đó tới giờ mình không đội trời chung với nó mà giờ này nó đã chiếm như vậy rồi, chắc chết hết đồng đạo mình, chắc chết hết rồi. Không có, lúc mà tiếp thu nè năm 75 nè, thì lúc đó cô Năm với Dưỡng Năm lúc đó là nước ông nước bà thì lúc đó qua đời hết rồi. Cô Năm lúc đó điếng hết trơn rồi, cứ chạy tới chạy lui mà cổ không biết cách xử sự làm sao. Lúc đó là lính các nơi trở về Tổ Đình hết, mà lúc đó không ai chịu buông súng hết trơn, ai cũng đòi chết với đòi là quyết tử. Thì cô Năm mới nhớ chực lại, cô Năm mới nói mấy anh em ơi, hồi lúc thầy đi á, thầy có đưa cái bức tâm thơ, cái nan thơ. Thầy nói là khi mà đất nước có chuyện phải dỡ cái miếng này ra mà coi mà xử sự. Đó. Thì cô Năm mới chợt nhớ lại, thì cô Năm vô lấy ra thì có mới để lên đó, mấy anh em mới quỳ xuống. Thì gian giấy rồi thì cái chừng dở ra không có cái gì, có cái miếng vải trắng mà hồi trước á là Đức Bà Mai á, cái quần đáy nem mà có cái mũi đuối đó, cắt lại cái miếng vải xéo vậy nè, có miếng vải trắng thôi không có gì trơn. Thì có cái ông cụ già kia ông nói rồi, thầy kêu mình đầu hàng ta đi là im chuyện, không có gì hết trơn á, là ở Tổ Đình cũng im xuôi nữa. Thấy rõ ràng đứa thầy đi mà để cho cô Năm biết cái để lại cái gì, miếng giấy, miếng vải trắng thôi, ngoài ra là kêu đầu hàng. Chứ lúc đó mà không có
cái bức tâm nan của thầy mà để lại đó hen, là cái như lúc đó tự giận chết dữ lắm, đồng đạo tự giận dữ lắm rồi. Rồi nhờ cái để lại là lúc đó đức bà cắt cái bộ đồ và ba ủa cái đồ đấy nem trắng của cho đức ông á, rồi cái mũi đuối đó cắt lấy miếng vải xéo lại mà gói lại để đó dặn cô Năm, mà cô Năm quên tuốt, cô Năm đâu có nhớ. Mà tới chừng mà khi mà đất nước lộn xộn thì cô Năm chợt nhớ ra liền. Dạ. Dạ. Với cái mẫu chuyện thứ hai mà ở trong gia đình ta không có muốn mà cho ở ngoài biết. Dạ. Yeah. Là lúc mà đám giỗ ở đám khi mà đức bà mất á, là cái tháng tư là cái tháng mưa dầm như vậy nè, mà lúc đó còn nhỏ xíu à, mà cái đường mấy bà trên mà đi ra mộ đó chứ không có đi tắt ở đằng sau là che đồ không, không có đi ra được như bây giờ. Hồi đó là đi vòng mấy bà trên đó đi ra mà bùn sình không à. Thì lúc đức bà mất đó, thì mưa dữ dằn lắm. Thì lúc đó mà không có nhớ là ai bưng cái khay, là cái bích cân với nguyên cái bộ đồ tang của thầy mà bưng đi theo, mà lúc mà đưa đức bà ra ngoài mộ. Thì đi thì để lúc đó chỉ còn có thầy thôi, thì rồi đứa Út thì mất rồi, thành ra cái khay đó bưng trước, bưng đi trước. Đi thì khi mà hạ nguyệt rồi hết trơn á, thì đi vô là cái bộ đồ cái sình ống quần lên bị cao vậy, sình hết trơn hai ống quần. Thầy về thầy bận không có ai thấy đâu, đâu có ai biết. Nhưng mà về rồi là phải thấy là đi giặt mà nội gia đình biết khóc. Có nghĩa là trong lúc đó là cái quần đó, sao cô nói lại cái đoạn đó, sình à, sình đi, cũng như là thầy má bận cái bộ đồ thầy đi ra đưa mẹ. Ồ ha, cũng lạ lạ ha, mấy chuyện đó. Dạ. Lạ ha. Dạ. Thì đó mấy anh em mấy ông cụ kể lại trong gia đình ta chỉ biết mà không có dám nói ra. Dạ. Thì lúc đó thì bưng cái bích cân đi trước đó, là có mình thầy là con trai thôi, thành ra đi vô thì dòm sình hai cái lai quần này sình lên hết trơn hết trọi luôn, mà đâu có biết thầy về. Ủa mà cái người bưng nó không thấy mặt mà không biết luôn, chỉ thấy biết bưng vậy thôi chứ cũng không có biết cái gì hết, chỉ thấy cũng còn bưng vậy đó. Mà khi vô tới nhà thì vô sình cũng như là lấy để xếp mà đặng để lên vậy thôi, mà để lên thì thấy sình không có đem ra giặt. Mà cái mùa mưa vậy nè, thì đức bà chết tháng tư là mưa dữ lắm. Mà đi lúc đó là đi trên cái đường nhà ông Út Nông đi ra, chứ không phải như bây giờ mà đi có cái đường đi ra sao mộ. Lúc đó cô còn nhỏ xíu à. Đức bà năm 60 mấy thôi. Đức bà năm mấy thôi, mất năm mấy. Không biết sao mấy, mất lúc sao mấy đó, không nhớ. Trước giải phóng thì chỉ biết trước giải phóng mà không biết năm nào. Bữa nay học thời gian đó là phải nắm rõ. Lúc, rồi, lúc đó xác. Không có nhớ. Nhưng mà lúc đó mình không có để ý. Lúc đó có đi lên rồi thấy có để tang người lính đó. Đi ngang cái lính nó kêu cô đó, nhỏ lại đây biểu. Cái dắt cái miếng tang màu bận cái áo màu đen thì dắt cái miếng màu trắng, dắt vô là để tang cho đức bà. Đó, đi ngang đó thì đâu có biết cái gì. Thì thấy lúc đó thầy về mà đâu có ai biết được á. Dạ, thì nói chung là đức thầy thì về mọi lúc mọi nơi tại mình không biết. Dạ. Chứ còn trong cái tâm thức á, thì ngài đi dạo ta bà đi độ tất cả chúng sanh mà. Dạ. Cho nên cái chuyện ngài trở lại ngài về thì mình cũng khó biết được. Có điều cái là tin chắc rằng là cái tâm bị mình vì, cảm thì ngài ứng. Dạ, bị vì cái ngày mà lúc nào cũng biết ngài chỉ mượn xác, mà khi người mẹ mất là ngài phải về, nhưng mà về thì đâu có ai thấy. Dạ. Nhưng mà cho biết là cái hai cái lai quần là sình hết trơn rồi. Dạ. Thì mình biết bị vì cái mùa đó, mùa mưa rồi có ông cụ đó ông kể lại thôi. Dạ. Hai cái quần đó lúc đó máng ở đâu, cái lai quần đó máng ở đâu mà vô mình biết. Cũng như là vô rồi ai cũng xếp để lên trên, để vô trong để thờ vậy đó.
thì vừa bưng lên thì thấy sình không. Đem đi giặt. Ngộ ha. Con cảm ơn cô Út và chú Quỳnh Thiện Nghĩa rất nhiều. Thì cô Út hôm nay chú Quỳnh Thiện Nghĩa đồng hành với con, với anh Tuấn Dũng và gia đình Sư Bá cùng với anh Cương đi đến đây. Thì được biết anh Thiện Nghĩa cũng những cái mẫu chuyện bên thầy đó, anh thường hay kể chung với chú Thanh Điền và cô Thanh Kim Huệ, nhân dân các nghệ sĩ đó. Thì bây giờ con được gặp cô Út ở đây thì con nhờ sư huynh Thiện Nghĩa sẽ giao lưu cùng cô Út, mỗi một người sẽ tặng cho tất cả quý đồng đạo một đoạn sấm giảng để kết thúc video hát cô Út. Rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, vừa qua thì cô Út cũng có kể lại mọi chuyện bên thầy mà cũng ít người biết đến. Bây giờ thì tới phần Thiện Nghĩa. Nghĩa sẽ xin đọc một đoạn sấm giảng để tặng cho cô Út cũng như tất cả quý vị đồng đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì thân thầy mới khỏi gian nan, đâu phải chịu mang câu nhạo báng. Nói thì nói chờ ngày thấp thoáng, dòm im trời thì cứ ra tay. Quyết chèo thoàn đến chốn bồng lai, mới ngơi nghỉ tâm thân của lão. Lúc tam tạng Tây Phương quyết đau, bị loài yêu làm bạo lắm phen. Đức từ bi phải lộ trắng đen, lôi âm tự cũng đi đến chôn. Đi dọc đường yêu tinh làm hồn, thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn. Nhờ môn đồ bát giới sa tăng, với đại thánh tề thiên cứu giấc. Lòng sao chớ nhớ không có ngất, thì nạn tai cũng thoát như không. Khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn lánh nơi dòng sanh chung. Ai mê tâm nghe qua không phùng, ráng suy tầm đặng mở tánh linh. Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết. Thâu cho được con long ác nghiệt, thì khắp
nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc. Thì đạo hành ngày kia mới đắc, chớ chữa hờn đứa dữ ít chi. Phận tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bận đến lòng ta. Để cho thầy đi dạo ta bà, đặng dài kẻ đường xa chưa rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Lấy đọc một cái bài cầu nguyện cho thầy của con hai thanh sĩ. Dạ, hay đó. Có quên thì nghe nhắc. Dạ dạ dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu cuối lại ơn trên trời Phật, lòng từ bi độ đức thầy con. Xác thân chẳng chút hao mòn, mình vàng vẫn mạnh vẫn còn như xưa. Nhân nạn tai được đưa qua khỏi, các khổ lao khỏi hết chẳng còn, mau về dìu dắt chúng con được đi đến chốn vuông tròn vị ngôi. Khiến đoàn thể hết hồi đổ máu, cứu non sông sớm đau hoàng vinh. Nay con tỏ chút tâm thành, cầu trên trời Phật chứng minh cho lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hay quá, hay quá cô ơi. Cái bài này là ngài thanh sĩ tặng như là cầu nguyện cho thầy, cầu nguyện cho thầy tay qua khỏi cái dạ. Bình yên phải không ha? Dạ. Hay quá. Nhớ, cái bài này nhớ nằm trong cái quyển nào không ta? Đoạn này hay quá. Ở trong cái bài gì đó không biết nữa. Cái trong quyển. Hồi đó hồi năm ngoái đó là ở bên Mỹ đó, là Quynh biết là không có ai mà đi tới chùa mà cúng được hết trơn á. Cái ngày mà 25 tháng 2 hồi năm ngoái năm kia là ở bển không có ai đi ra đường được luôn. Dịch là dịch bệnh đó là dạ, không có ai đi đâu được trơn. Mà cái ngày 25 là chùa đóng cửa luôn. Thì Quynh biết đằng này hai chị em là chị bạn ở bển là chị Thủy với thêm một chị bạn nữa là một chị gì đó quên tên, mới nấu chè, nấu cháo, nấu xôi. Cơm mới đem lại chùa, mở cửa có ba chị em mà ngồi cúng. Cúng rồi ngồi nó khóc. Yeah. Nói thầy, mình mà cái ngày lễ mà không có ai mà đến mà viếng cúng như vậy thấy rồi buồn, ngồi khóc. Tuổi thân á. Dạ, rồi cái mới nói thôi bây giờ
mấy chị em để tôi đọc một cái bài để mình cầu nguyện cho thầy. Thì tự nhiên sau mà mình cất lên mình đọc cái bài này thì mấy chị em nói cô đọc giảng được, cô đọc đi cái bài này là thầy với cậu hai độ cho cô đó. Rồi đọc giảng được cái bển thì mấy ngày lễ cũng có lên đọc một hai bài, nhưng mà bị gì mằn quá cái bển bệnh dịch đó là không có nghỉ ngày nào. Dạ, nhưng mà vẫn đi đến lễ hay quá. Dạ, mình chỉ đi, mình đã có cái đức tin là thầy cũng cho mình biết là cái bệnh dịch này nó sẽ xảy đến cả khắp toàn cầu, thiết thiết tha tha rồi. Nhưng mà cái khi mình đi làm thì chính phủ, mình giàu qua bển đi nữa mình cũng giúp được cho chính phủ. Dầu người ta sợ, người ta không đi làm, mình vẫn đi làm. Nhưng mà mình có cái đức tin của thầy mình, vừa làm vừa niệm Phật, thành ra nó không có cái gì hết. Làm suốt 2 năm, khi 2 năm mà bệnh dịch đó là ở bển xe người ta nghỉ, chạy đường vắng que, mình cô chạy, cô đi làm bình thường. Hay quá. Làm suốt luôn mà làm lại tiền nhiều hơn lúc mà không dịch nữa. Còn nhiều quá. Chính phủ cho thêm tiền lên lương nữa. Về Việt Nam để mình tu tập luôn á ông. Thì cái đó để coi tùy duyên. Giờ chứ đồng đạo bển đi, đồng đạo bển cũng nhớ quá, mình cũng gieo duyên bển rất là cũng đông người. Mình là cái người gốc đạo từ hồi nhỏ tới lớn. Ra cũng về đây thì đồng đạo thì cũng mến mình, tất cả ai cũng đều mến mình. Bị gì mình sống là mình sống cho tất cả mọi người, chứ cô không có sống riêng cho cô từ hồi đó tới giờ. Cảm ơn Úc. Qua đây Úc có gửi đôi lời để nhắn nhủ với quý đồng đạo đang ở bên nước Mỹ không Úc? Dạ. Các bạn ở bển thì cũng coi cái clip này thì cũng cầu chúc cho các bạn ở bển được bình yên, chúc cho nhiều sức khỏe để mạnh đặng trở về Việt Nam. Bởi vì mấy người bạn cũng mong cầu về bên đây ở tu dữ lắm, cũng nhiều bạn bè lắm. Thì bên đây là em cũng đợi mấy bạn có coi clip này thì về đây với tụi em. Ủa về đất Phật nha. Dạ. Lo cho đồng đạo. Bên đây cho anh Nghĩa chúc luôn ha. Cầu Úc luôn. Thì nhân đây cũng là cái duyên lành đó Úc. Thì cũng gặp được Úc thì cũng thấy rất là vui. Cũng như là Đức Thầy nói như con một cha mà. Cho nên đủ duyên gặp lại thì thấy Úc rất là dễ mến. Nhân đây thì đại diện cho đồng đạo cũng như là Châu Phú, Tướng Dũng cùng tất cả các huynh đệ đây xin chúc cho Úc được thân khỏe tâm an, lúc nào cũng sáng suốt, dù có đi bên Mỹ hay đâu thì cũng đem ánh đạo vàng của thầy để mình thắp lên cho mọi người cùng biết cùng tu. Đó là cái điều mà mình nghĩ thầy rất là vui. Thầy nói là vậy mới thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Thầy cũng mong rất là nhiều đệ tử của ngài, tín đồ của ngài sẽ tiếp tục để khai thông là đạo pháp, để cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và cũng không đắc tội kẻ đời sau vậy. Cho nên xin chúc Úc thật dồi dào sức khỏe, và tiếp tục chúng ta sẽ có nhiều điều hay, điều gì mà tốt đẹp thì mình tiếp tục để mình gửi gắm đến tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chúc cho tất cả quý vị điều an lạc và một ngày thật an vui nhé. Yeah.